Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Emily. Vậy là tụi mình đã trải qua 3 tháng mùa hè trôi qua nhanh như là một cái chớp mắt. Và bây giờ thì hầu như tất cả các bạn đều phải đi học lại rồi. Vì thế video ngày hôm nay sẽ là một chiếc vlog dễ thương xinh xắn, những điều mà mình làm trước ngày tựu trường cũng như là ngày đầu tiên đi học lại của mình. Như mọi người thấy thì hôm nay mình lên trường để tập văn nghệ cho câu lạc bộ. Bởi vì khai giảng năm tháng 9 này thì câu lạc bộ mình nhảy 3 bài, trong đó thì mình có nhảy 2 bài nên là mình phải lên trường để tập vợt. Lúc này là mọi người đang chỉ lại cho mình động tác của bài nhảy nè. Sau một hồi tập tành vất vả mệt mỏi thì tụi mình uống trà chanh. Hôm nay là bé trưởng mảng nhảy bao tụi mình rất là ngon. Kiểu lúc này là tập mệt đó mọi người, mà có nước uống nữa nên là uống vào rất là sảng khoái luôn. Sau đó thì tụi mình tiếp tục luyện tập cũng như là vũ lại từng động tác cho nó đều và nhìn đẹp hơn. Nếu bạn nào hào hứng muốn xem mình nhảy thì nhớ xem đến hết video nha. Vậy là sau một ngày tập rồi đó mọi người, nhìn mình rất là tơi tả luôn. Còn bây giờ thì đi về và chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên thôi. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, là ngày đầu tiên mà mình quay trở lại trường. Hôm nay thì tất cả học sinh của trường mình phải lên trường để tập trung để chuẩn bị cho ngày tựu trường khai giảng. Mọi người biết gì không? Cái đêm mà trước ngày đi học lại á, mình đã uống nguyên một cái ly trà đào đầy ủ luôn. Và nguyên một buổi tối đó là mình không thể ngủ được và mình đã thức tới tận 2 giờ sáng. Và sau đó 6 giờ thì mình phải dậy đi học, coi như là mình ngủ được có 4 tiếng. Nên là bây giờ trên đường thì mình cực kỳ buồn ngủ luôn. Mình thấy thời gian trôi qua siêu nhanh luôn. Kiểu hồi đó mình nhớ là mình mới vừa thi tuyển sinh vào lớp 10 xong rồi. Mình cũng rất là hào hứng chờ đợi vào cái ngày đầu tiên đi học. Xong giờ đùng một cái mình lên lớp 12 là mình sắp ra trường luôn rồi. Thì lúc này mình đến cũng khá là sớm ấy nên là cũng chưa có nhiều bạn lắm. Năm nay thì lớp mình sẽ học ở khu C của trường, là chỗ này nè mọi người. Thì cái chỗ này hồi lớp 11 mình cũng đã từng học rồi và mình học ở lầu 2. Mọi người nhìn cái cầu thang của trường mình nhìn nó khá là cổ, khá là vintage đúng không? Thì đây là lớp của mình, lúc này rất là sớm luôn nên là cũng chỉ có vài bạn thôi. Sau đó thì thầy chủ nhiệm của mình vào lớp và lúc này thì các bạn nam đang phụ để kéo lại mấy cái bàn để sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi trong lớp á. Còn các bạn nữ thì sẽ ngồi lên trên hết. Vì hôm nay chỉ là một ngày tập trung nhỏ trước ngày tựu trường thôi nên là lúc này thì tụi mình đang nghe thầy nói lại mấy cái nội quy của trường lớp chứ tụi mình chưa có học hành gì hết. Sau đó thì tụi mình được nhận thời khóa biểu cho năm học mới. Mọi người biết gì không? Lúc mà mình mới nhìn cái thời khóa biểu này mình siêu sốc luôn. Tại vì mọi người nhìn thứ ba kìa. Trời ơi, nguyên một dàn tự nhiên, sinh lý, hóa, toán luôn. Thật là khủng khiếp. Sau đó thì tụi mình nhận được cái giờ học cho cả cơ sở 1 và cơ sở 2 của trường mình. Và sau đó là một cái tờ lý lịch học sinh để tụi mình về nhà điền. Đến 9 rưỡi sáng là xong rồi mọi người. Hôm nay mình chỉ tập trung có 2 tiếng thôi. Nhưng mà sau đó thì mình phải ở lại trường để mình tiếp tục tập văn nghệ. Mọi người thấy là lúc này siêu đông luôn, nhìn cái chỗ để xe một đống xe luôn. Và lúc này thì mình phải đi ra Circle K để mua chút xíu đồ ăn. Tại vì hồi sáng mình đi vội quá nên là mình chưa có ăn nên giờ mình siêu đói luôn. Hình như hôm nay là có cả khối 6, 7, 8, 11, 12 luôn á mọi người. Nên là rất là đông. Mọi người nhìn cái Circle K nó cũng siêu đông luôn. Mình luồn lách dữ lắm mình mới mua đồ ăn được. Lúc này thì mình đang hâm sandwich. Hôm nay thì mình ăn sandwich gà trứng salad rất là ngon. Ngồi trong lớp 2 tiếng đói muốn xỉu luôn á nên là bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon. Sau đó để tỉnh táo hơn thì mình có mua cà phê, sữa đá. Lúc này trường mình cực kỳ đông vui và nhộn nhịp luôn. Tại vì mọi người trong các câu lạc bộ sẽ làm những cái lót gian hàng cho ngày 5 tháng 9 khai giảng của mọi người. Tại vì trường mình thường là sau ngày khai giảng sẽ có ngày hội các câu lạc bộ. Là cái ngày mà tất cả các câu lạc bộ trong trường mình, theo mình nhớ không làm là khoảng 24 câu lạc bộ sẽ trưng bày gian hàng, bán đồ, bán móc khóa vân vân, rất là vui. Nên là bây giờ mọi người đang tập trung vẽ tranh, trang trí gian hàng á. À
quên nữa, trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho mọi người một ứng dụng cực kỳ tiện lợi. Là học sinh thì chắc chắn là tụi mình cần phải lưu trữ rất rất nhiều những cái tài liệu, hình ảnh, video trên máy. Mà đôi khi lưu nhiều quá thì tụi mình sẽ bị hết dung lượng hoặc là bị mất tài liệu. Vì thế mình rất highly recommend mọi người sử dụng ứng dụng này. Terabox là một ứng dụng miễn phí. Đây là một công cụ giúp mình có thể lưu trữ, sao lưu tài liệu, dữ liệu, chia sẻ tệp cũng như là lưu trữ những cái video, các tập tin của mọi người sẽ hoàn toàn được lưu trữ trên ứng dụng. Khi dùng thì mọi người sẽ không lo hết dung lượng bởi vì tụi mình sẽ được miễn phí tận 1024GB, nên là tụi mình có thể thoải mái lưu trữ các loại hình ảnh, thông tin, video trên máy mà không sợ bị mất dữ liệu. Và tụi mình có thể truy cập tất cả những cái nội dung mà mình đã lưu trữ từ bất kỳ một thiết bị nào. Ngoài ra còn có công cụ phân tích không gian để tụi mình giải phóng những cái hình ảnh hoặc là dữ liệu mà tụi mình không xài nữa. Và tính năng đặc biệt cuối cùng là tụi mình có thể xem phim free trên ứng dụng Terabox này luôn. Để sử dụng thì mọi người chỉ cần lên App Store hoặc là CH Play để tải ứng dụng về, sau đó tạo tài khoản là có thể dùng được rồi. Mình sẽ để link tải ứng dụng ở phần mô tả và comment cho mọi người nha. Thì sáng ngày hôm nay câu lạc bộ của mình có thuê studio bên ngoài để tập nhảy cho tiết mục văn nghệ ngày khai giảng. Và sau khi tập nhảy xong thì tụi mình quyết định là sẽ đi chơi. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi Vạn Hạnh Môn để uống trà sữa. Lúc này tụi mình đang đứng ngoài đường để đợi xe tới nè mọi người. Vì là mới nhảy nhót xong nên là nhìn ai cũng rất là rũ rượi. Bây giờ thì tụi mình đã lên xe rồi nè. Đây, chân dung người con gái xin mẹ được đi được 30 phút. Chị biết, em cúp tiếng tiếng Anh, em lên xin con cúp. Trời ơi, em biết những gì em đang nói là được ghi lại rồi không? Trời ơi. Xịn sơ mày ơi. Đó, xịn sang sơ. Đây này, bíp bíp bíp. Vì cái chỗ Vạn Hạnh Môn nó rất là gần cái chỗ studio tụi mình tập luôn nè. Tụi mình đi chưa đến 5 phút là đã đến nơi rồi. Mọi người biết đây là ai không? Đây là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ trong năm học mới này. Và em cũng tên Quỳnh Như giống mình luôn. Mình là Quỳnh Như. Quỳnh này có tên là Monkey in Black, là khỉ màu đen. Tụi mình đã chuyển gần 3 địa điểm rồi đó mọi người. Xin chào các bạn khán giả của kênh Why Not Emily. Sau đó thì tụi mình order bánh và cà phê để ăn. Ở đây thì có rất nhiều cỏ cây, hoa lá nữa, rất là thiên nhiên luôn. Và chắc chắn là không thể nào quên được tiết mục chụp 7749 tấm hình rồi. Đó, mọi người đi tập nhảy chung với câu lạc bộ văn nghệ rất là vui luôn. Nên mình nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong năm cấp 3 đó chính là áp vào câu lạc bộ văn nghệ. Mình thấy kiểu năm nay mới có thời gian để đi tập nhảy nhiều và đi chơi chung nhiều. Tại vì năm lớp 11 á, mọi người là do dịch rất là căng thẳng, nên là gần như là không thể nào đi tập nhiều hoặc là đi chơi chung với nhau như vậy. Sau đó sẵn ở Vạn Hạnh Môn thì mình vô chơi, với lại mình mua quần áo với giày dép cho năm học mới luôn. Kiểu hôm nay là mọi người được nghỉ lễ nên là trong Vạn Hạnh Môn rất là đông luôn. Đầu tiên thì mình có ghé qua cửa hàng Uniqlo ở trong Vạn Hạnh Môn để coi đồ. Do mình cũng đang cần áo khoác để đi học lại mọi người, nên mình đang lựa cái áo khoác nào đẹp. Và ở đây thì mình thấy quần áo rất là nhiều và rất dễ thương luôn. Sau khi xem và mua đồ ở trong Uniqlo thì mình tới cửa hàng của MLB ở tầng 2. Ở chỗ này nó bán những cái nón bất kịch siêu xinh, siêu dễ thương luôn á mọi người. Nên bây giờ mình đã đội thử một cái. Ở đây còn có nguyên một vàng nón lưỡi chai, nhìn rất là hip hop và cá tính luôn. Chờ cái màu trắng hồng này dễ thương quá nè, để mình đội thử xem nha. Nhìn rất là hip hop luôn. Còn lúc này thì mình đã thử một cái màu xanh đen, nhìn cũng rất là đẹp. Nói chung là cái nón nào đội lên nhìn cũng rất là ok la luôn. Sau đó thì mình qua cửa hàng Vans để mua giày. Hôm nay Vans sale rất là nhiều luôn. Tại vì giày của mình cũng khá là cũ rồi ấy. Nếu mình nhớ không lầm thì mình mua cũng được 2 năm mấy rồi, nên là bây giờ mình mua giày mới. Sau đó thì mình ghé qua store của Reebok. Do là hôm nay là 2 tháng 9 lễ mọi người, nên là sale rất là lớn luôn và rất là nhiều giày đẹp.
Vèo một cái là đã đến ngày 5 tháng 9 rồi, là ngày khai giảng của học sinh trên cả nước. Và ngày hôm nay thì mình đã đến trường rất sớm nhưng mà cũng đã có rất nhiều bạn đến rồi. Và lúc này thì mọi người trong câu lạc bộ văn nghệ của mình đang make up với làm tóc để chuẩn bị xíu diễn, nhìn ai cũng rất là bận rộn. Đầu tiên sẽ là tiết mục hát của mảng hát trước. Còn lúc này là mình đã make up làm tóc xong xuôi hết trơn rồi và chuẩn bị đợi lên diễn thôi. Lúc này đang rất là hồi hộp luôn. Tại vì hôm nay có rất nhiều bạn, cũng như hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh của mình luôn. Và bây giờ chắc có lẽ là phần được nhiều bạn mong đợi nhất, đó chính là lúc mà mình lên nhảy. Là kết thúc rồi đó. Trời ơi, mình thấy mình nhảy siêu nhanh luôn. Lúc tập thì rất là lâu nhưng mà lên nhảy xong thì rất là nhanh. Và lúc này thì trường mình bắt đầu có gian hàng các câu lạc bộ, nhưng mà do là mình hứa là sẽ về trường cấp 2 để thăm bạn cũ của mình rồi nên là mình không có tham gia được. Hello mọi người. Hello mọi người. Hôm nay mình về. Hello mọi người. Chào mọi người, mình ước mơ tới trường học của phòng Talaman quận 1, yeah, thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người. Hello. Hello. Hello mọi người. Mình thân với bạn này lắm nha mọi người. Thân nha. Đúng rồi. Bạn thân đó. Hello. Emily nè. Chào mọi người, cái lúc mà mình về trường để gặp mọi người, gặp bạn cũ của mình, mình siêu vui luôn. Tại vì mình có một cái năm cấp 2 rất là tuyệt vời, mà do là nguyên trường mình có một mình là đậu chuyên Anh trường Đại Nghĩa, nên là mình rất là hào hứng khi mà được gặp lại tất cả mọi người. Các em hãy vô trường trung học phổ thông Lê Quế Đôn ở quận 3 nha các em. Các em sẽ được trải nghiệm hoạt động ngoại khóa rất là năng nổ, cơ sở vật chất tuyệt vời, một lớp chỉ có tầm 25 đến 35 bạn thôi. Trường Đại Nghĩa giới thiệu cho Lê Quế Đôn. Thứ nhất em sẽ được trải nghiệm deadline một cấp rất là nói chung là trải nghiệm deadline trước khi mà bước vào đại học á. Còn đề thì cũng không có khó lắm đâu. Lê Quế Đôn 11 nha. 11. Ok. Ồ, thì như mọi người thấy là đa số mấy đứa bạn của mình là nó sẽ đậu vào những trường cấp 3 như là Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, Bùi Thị Xuân vân vân. Nên là mình đã rất là cô đơn, nhưng mà thôi không sao, hôm nay thì tụi mình sẽ đi ăn. Lúc này như kiểu là khai giảng xong ai cũng đi chơi nên là ở đâu cũng đông hết chỗ hết, nên là tụi mình tìm được một quán Thái. Ở đây thì do tụi mình có tận 11 đứa nên là tụi mình đã gọi rất nhiều đồ ăn. Ví dụ như đầu tiên thì tụi mình gọi bánh Thái, sau đó thì tụi mình có lẩu tôm dung, cơm chiên, hải sản vân vân. Nói chung là đa số toàn là đồ hải sản thôi nhưng mà nó rất là cay luôn. Và một điều là mình thấy cái trà Thái đỏ trân châu ở đây rất là ngon luôn. Không biết là năm nay mọi người có về thăm trường cũ cấp 2 của mình không, nếu mà mọi người có thì comment xuống phía dưới cho mình cùng biết với nha. Còn đối với bản thân mình thì nó giống như là một cái thông tục luôn rồi, kiểu chắc chắn năm nào thì mình cũng sẽ về thăm trường. Ăn xong thì tụi mình quyết định là sẽ đi trượt băng. Tại vì mình coi trên phim thì mình thấy người ta trượt băng rất là vui, rất là đẹp luôn, nên mình rất là muốn thử trượt một lần trong đời mình xem là nó như thế nào. Lúc này tụi mình đã mua vé xong xuôi hết rồi, và tụi mình có thuê thêm 4 đôi giày trượt, với lại tụi mình có thuê thêm một con chim cánh cụt và một con hải cẩu nữa. Lúc này là trước thảm họa còn đang rất là hào hứng, nhìn mặt rất là vui luôn nè mọi người. Sau đó thì tụi mình đi gửi đồ, gửi ba lô và lấy giày về để trượt. Ở đây có rất là nhiều mấy con chim cánh cụt luôn.
Nè mọi người, nguyên một cái đôi giày xanh đọt chuối rất là highlight luôn nha. Và giờ thì mình sẽ ngồi thay giày vào. Và giờ thì let's go đi trượt thôi. Do là mình mới bắt đầu chơi mọi người, nên là mình không thể nào mà tự đi giữ thăng bằng được, nên là mình phải bám vào cái con chim cánh cụt này thì mình mới có thể trượt được. Nhưng mà nói chung là nó cũng rất là vui. Trời, kiểu xung quanh mình có một đống mấy bé nhỏ xíu xinh mà tụi nó trượt đúng pro vip luôn, nhìn đúng ngưỡng mộ luôn. Nè mọi người, chuẩn bị coi khúc này mình bóc đầu té sấp mặt luôn nha mọi người. Thì như mọi người thấy là sau cái chấn thương ngã cái ạch đó thì mình đã quyết định ngồi lên con cá heo để bạn mình đẩy. Sau khi trượt gần 2 tiếng xong, quá là đau lưng nhức mỏi luôn, thì tụi mình quyết định đi uống Highlands Coffee. Và đó cũng là kết thúc một ngày đi chơi và kết thúc vlog ngày hôm nay của mình luôn. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nếu thích thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người, và đừng quên đón chờ các video đi học sắp tới của mình nha.